Ngày khi bình minh len lỏi qua hàng dương xanh cũng là lúc tôi bắt đầu một ngày mới với những công việc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, để một ngày làm việc của tôi thực sự năng suất, tôi thường dùng một tách trà xanh có tác dụng thanh lọc cơ thể, giúp tỉnh táo và tăng cường khả năng tập trung. Nhâm nhi một tách trà buổi sớm cũng là một thói quen mà tôi luôn thực hiện trong nhiều năm trở lại đây. Âm thanh của thỏ và dê ở sau nhà đã đánh thức tôi từ một giấc ngủ sâu. Ở quê là thế, đôi khi không cần những thiết bị hiện đại, mà chính những âm thanh của tự nhiên, những tiếng gà gáy, những tiếng chim hót, vô tình lại trở thành khúc nhạc dạo bình minh mỗi sớm mai của người dân. Tôi bước ra ngoài, nắm lấy cái chổi, quét dọn một chút. Một góc nhỏ trong không gian sống của tôi mỗi ngày đều sẽ được quét dọn sạch sẽ như vậy. Tôi cũng ghé qua chào buổi sáng những bạn thỏ xinh xắn. Dường như các bạn ấy đang chờ được ăn, nên khi thấy tôi lại gần, các bạn ấy háo hức và phấn khởi lắm. Sau khi thu dọn xong, tôi vào nhà lấy sổ đựng thức ăn mang ra cho các con của mình. Không chỉ thỏ mà dê, gà, rồi vịt đều đang đứng ngóng chờ, như thể đã sẵn sàng để đón nhận một bữa sáng ngon lành.
thôi. Tôi chuẩn bị cho một ngày làm việc ở ao cá. Tôi mang theo lưới, hộp thức ăn cùng công cụ phục cho việc kéo cá, bước ra đến bờ ao. Đánh cá không chỉ là công việc hàng ngày mà còn là một cơ hội để tôi có thể thư giãn và tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên. Có thể thấy công việc kéo cá như thế này đòi hỏi của người làm việc phải có sự tỉ mỉ trong việc thiết kế lưới đánh cá sao cho thật vững chắc, đảm bảo rằng lưới không bị xối và đủ dài để bao phủ một phần ao cá. Cần sự kiên nhẫn để có thể đi lại tìm kiếm những vị trí có nhiều cá bùa vây. Công việc cũng yêu cầu ở người kéo lưới có sự tinh tế và khả năng quan sát trong việc xác định vị trí phù hợp để đặt lưới trong ao. Phải chọn được những khu vực mà có khả năng cao về sự di chuyển của cá hoặc những nơi mà có dấu hiệu của cá hoạt động. Và cũng cần có sự nhanh nhạy trong vấn đề kéo lưới, thu cá. Bên cạnh đó, người kéo cá cũng cần phải có một sức khỏe dẻo dai để có thể làm việc dưới nước trong những điều kiện thời tiết thất thường. Có như thế mới có thể thu về được những chiến lợi phẩm là những con cá to, nhanh. Tôi đã đi nhìn vòng trên những cá của mình để kéo được con cá to và ngon nhất. Giây phút bắt gặp cá trong lưới cũng như khoảnh khắc tự tay lấy ra từng con cá khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào của bản thân. Thank you.
Thank you.
Sau khi thu hoạch củ cá, tôi đóng gói chúng và chuẩn bị ra chợ bán. Phải thừa nhận rằng thời tiết ngày hôm nay quá là chiều lòng người. Trời trong xanh, gió nhẹ nhẹ, ôi cái không khí xuân mát mẻ và thật dễ chịu. Mỗi buổi chiều, chợ là nơi tôi có thể gặp gỡ hàng xóm và trao đổi những câu chuyện phàm. Việc bán cá không chỉ là cách để kiếm sống mà còn là cơ hội để tôi kết nối với mọi người xung quanh. Tôi bắt đầu giao bán và chẳng mấy chốc đã bán hết. Cá là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao khi nó góp phần cải thiện đáng kể về mặt sức khỏe, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, phát triển não bộ và hơn nữa còn có tác dụng giúp làm chậm quá trình lão hóa da, cải thiện da
giúp ích trong vấn đề trẻ hóa, một yếu tố mà các chị em đặc biệt quan tâm, cho nên dường như nhà nhà, người người ưa chuộng việc bổ sung cá vào thực đơn cho gia đình nhà mình. Thank you.
Khi trở về từ chợ, tôi cất đồ và tranh thủ ra thăm đồng. Với cây cuốc trong tay, tôi cảm nhận sự gắn kết mạnh mẽ với đất đai và thiên nhiên xung quanh. Cảm giác từng luống đất được chăm sóc, được làm tơi đều là niềm tự hào của tôi. Một người con nhà nông như tôi, việc cuốc ruộng, xới cỏ, làm bờ đã quá thân thuộc. Làm xong luống đầu tiên, tôi dừng tay nghỉ ngơi và tâm sự với chú cún của mình. Khung cảnh mơ màng của buổi chiều xuân khiến tôi nhớ về những năm tháng tuổi thơ được vui chơi tự do, thoải mái trên cánh đồng làng. Ký ức về thời niên thiếu là một phần ký ức đẹp đẽ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được. Trở lại với công việc đang còn dang dở, tôi nhanh chóng hoàn thành để kịp về nhà trước khi trời sẩm tối. Công việc đồng áng tuy vất vả vậy đó, nhưng khi quyết định sinh sống tại thôn quê, tôi tự nhủ sẽ chỉ nhìn vào sự tự do, sự yên bình. Cái cảm giác có thể hòa mình với thiên nhiên, cây cỏ là điều mà tôi luôn mong mỏi và hướng đến trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là những khoảnh khắc bình yên. Trong khi tôi đang làm việc trên cánh đồng, một con rắn đã xuất hiện. Sự xuất hiện của nó làm tôi phải tạm dừng công việc và đảm bảo an toàn cho bản thân. Thank you.
Nam. Thank you.
Cuối ngày, khi bầu trời đã chuyển sang màu cam đỏ của hoàng hôn, tôi trở về nhà, dành thời gian để tưới cây và chăm sóc không gian sống của mình. Nhìn thấy cây cối mọc lên từng ngày, xanh non bơn mởn, từng luống rau quả tươi sạch, chín mọng là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống nông thôn của mình.